Mọi tâm hồn, từ trong những đọa đầy lầm than đó, thân phận con người mong manh tội nghiệp đó, đều thầm ước mơ một ngày thanh bình, một ngày thôi còn cảnh chết chóc điêu linh. Bao giờ tôi gặp em lần nữa, ngày ấy thanh bình chắc nở hoa. Xin nguyện cầu cho hoa thanh bình trở về trên quê hương khốn khổ. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Đôi Mắt Người Sơn Tây, thơ Quang Dũng. Em ở thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chiến chiến cũng ra đi. Cách biệt bao ngày quê bắc bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em diệu diệu buồn Tây Phương. Tôi thấy sứ đoài mây trắng lầm, em có bao giờ em nhớ mẹ tôi em có gặp đâu không, những xác già nua gặp cánh đồng. Tôi nhớ một thằng con bé dài bao nhiêu rồi, xác trẻ trôi sông. Từ độ thu về hoang bỗng giặc điêu tàn, ôi lại nỗi điêu tàn. Đất đá ong khô nhiều suối lệ, em đã bao ngày lệ chưa. Sơn Tây uốn chiều luân lạc, buồn viện sự khôn khuây. Tôi gửi niềm nhớ thương em mang dùm tối nhẹ, ngày trở lại quê hương đường hoa khô ráo lệ.
Bao giờ trở lại đồng Bương Cần, về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng. Sông đầy chậm nguồn quanh phủ quốc sao diêu, khuya khoắt thổi đêm trăng. Bao giờ tôi gặp em lần nữa, ngày ấy thanh bình chắc nở hoa, đã hết sắc màu chinh chiến cũ. Còn có bao giờ em nhớ trừ một ít người mang đầy tham vọng, đa số trong chúng ta đều mơ ước một cuộc sống bình thường. Anh dắt em qua mộng bình thường, chưa thấy tàn phai trên nếp áo. Ở đó, đời sống mở ra với những hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng êm đềm hò hẹn. Ai đuổi theo từng đám mây trong, bâng khuâng đi vào trời hò hẹn. Với bướm, với hoa, với tháng ngày thênh thang ảo mộng, anh sẽ đưa em qua phố thị, thôn làng, đưa em qua mùa xuân hoa nở, mùa thu tàn tạ, mùa đông lạnh lùng. Ai thắp khổ đau bằng tái ương, mùa xuân đi vào lòng quạnh quẽ. Thời gian có qua đi, bốn mùa có thay đổi, nhưng mộng bình thường vẫn bền lâu như cẩm thạch. Anh dắt em có mộng bình thường, có thấy lòng nhau là cẩm thạch. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Mộng Bình Thường, thơ Ngụy Ngữ. Anh dắt em qua mộng bình thường, chưa thấy tàn phai trên nếp áo. Thuở bình bỗng mở cuối mắt nhung, anh đẩy tình ca vào đêm tối. Hay là gieo một cõi hôm nào, con đường quê hương vô cùng trong sạch. Anh thắp cho em những cửa sổ vàng, dấu thơ ngày mộng ngày sách vở. Trời vẫn mưa như tiếng hỏi han, anh nhìn xuống đất mờ dẫu gạch. Beethoven chạy suốt hồn ra, khiến lòng lên cao nhỏ lệ. Ai đuổi theo từng đám mây trong, bâng khuâng đi vào trời hò hẹn.
gắn cho em một bông hồng lên khoan thai, bướm vàng dậy muộn. Trở về qua phố thị chiều hôm, thấy chia cách những gót giày mới động. Biết đâu mai kia em sẽ chết sẽ ra, ai thắp mùa thu bằng nến bạc, ai thắp khổ đau bằng tai ương. Xuân đi vào lòng quạnh quẻ, giấc mơ em đã có thực chưa? Trời mưa, mưa bay bên hồ Hoàng Kiều. Ta dắt nhau qua cõi tịch đầy, trong thần linh đã có màu. Trời tháng riêng mưa đục xuống rồi, gió đưa mười năm một làn ký hiệu. Anh bước đi như tiếng buồn thầm tránh tương lai, người sợ sáng. Anh dắt em qua mộng bình thường, có thấy lòng nhau là cấm thạch. Trên những chặng đường chông gai của đời sống, những người yêu nhau thường khó được gần nhau. Định mệnh như bắt họ phải chịu những chuyên chuyên khổ ải, phải chiến đấu và nỗ lực không ngừng mới hy vọng có một ngày đoàn tụ. Cái ngày chung bóng chung đôi đã phải trả một giá đắt và trầm luân trong bao nỗi oan khiên bất tận. Từ em thả giọng độc hiền là tay ương với oan khiên chín vàng. Ôi biết bao bùa mê thuốc lú, biết bao ngải độc thấm vào xương, với bao lời vàng ngọc điêu hoa. Kẻ tình si phải vượt qua biết bao cửa ải mới hy vọng có ngày tìm được trầm hương chân quý của một mối chân tình. Là anh ngậm ngài tìm trầm, sống như bóng lạ với tâm trí người.
Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Ngậm Ngải Tìm Trầm, thơ Hoàng Ngọc Châu. Từ em tha giọng độc huyền là tai ương gợi oan khiên chín vàng cây buồn là ngủ mê mơn cành khô sương động phơi hàng lệ khuya từ em tha giọng bùa lời thơm da thịt dậy thì chẳng sao âm thanh buồn sẽ địa cầu thoáng như thấm vào tận xương từ em thả giọng trầm tay vàng lùa mắt khỏi sương hồ cầm là anh ngậm ngải tiêm trầm sống như bóng là với tâm mỗi người đều có một nẻo đi về, một thuở xa đi. Với phương trời viễn mộng và có lúc tìm về với khuất nẻo thời gian. Nơi đó, căn nhà xưa, hồn cố quận, ẩn tàng những bóng dáng ngày nào. Nay đã ngút ngàn lau sậy, đã ẩn giấu dưới bao lớp bụi thời gian. Đất trời không gió không mưa, chỉ nghe hiu hắt, âm thưa vào hồn. Ai cũng phải có lúc trở về, trở về với bản lai diện mục, trở về với tiền kiếp thâm sâu. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Qua Nhà Xưa, thơ Nguyễn Đức Sơn. Qua đây nhớ cỏ lâu mềm thướt tha ai đứng trước thềm nhà xưa đất trời không gió chỉ nghe hiu hắt âm thưa vào hồn
Khi lòng bỏ lòng quyết định ra đi, khi phải đưa tiễn một kẻ tâm giao, thì đâu cần phải vượt bể qua sông, đâu cần phải trèo đèo lặn suối, lòng vẫn gợn lên nỗi buồn chia cách phân ly. Nhưng dù mắt có đầy bóng tối, lòng có đầy đắng cay, thì kẻ ra đi với hoài bão ngất trời cũng đã tự hứa với chính mình những lời thề sắt đá. Ly khách con đường nhỏ, chí lớn chưa về, bàn tay không. Thà không bao giờ nói trở lại, 3 năm mẹ già cũng đừng mong. Dù ngoại cảnh có còn mỉm cười mời gọi, dù người thân có biện diện níu kéo, nhưng lòng kẻ ra đi đã ước hẹn, đã thề nguyền, thì xá gì những yếu đuối thường tình, mong kéo dài phút giây tiễn biệt. Người đi, người đi thật, mẹ thả xem như chiếc lá bay, chị thả xem như là hạt bụi, em thả xem như ly rượu cay. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Tống Biệt Hành, thơ Thầm Tầm. Đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không ùa, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mặt. Chỉ đưa người ấy một giả gia đình, một dựng lưng. Ly khách con đường nhỏ, chỉ lớn chưa về, bàn tay không. Thà không bao giờ nói trở lại,